Thưa bà con nông dân và các bạn, để có phần nâng cao thu nhập, làm giàu chính đáng, nhiều hộ nông dân xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường đã chủ động đầu tư phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm với quy mô lớn, cho giá trị hiệu quả kinh tế cao. Trong đó, nhiều mô hình chăn nuôi đã cho thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Gia đình hội viên nông dân Nguyễn Văn Vi, thôn Ngọc Động, xã Bình Dương đầu tư chăn nuôi lợn nái, lợn thịt đã hơn 10 năm nay. Hiện tại, gia đình anh Vi đang nuôi 20 lợn giống bố mẹ F1 Safa, Giống lợn bố mẹ này khi lai tạo ra con giống F2 đạt chất lượng cao hơn giống lợn thường. Con giống có sức đề kháng tốt, chất lượng thịt thơm ngon, dễ tiêu thụ, thụ. Nhờ chủ động được nguồn lợn giống nên chuồng nuôi lợn thương phẩm của gia đình anh Vi luôn có từ 150 đến 200 con. Anh Vi cho biết trung bình giá bán bình quân 1 kg lợn hơi chi phí từ 34 đến 35 000 đồng. Giá một con lợn hơi xuất bán trên thị trường khoảng 42 đến 44 000 đồng 1 kg. Mỗi con lợn thương phẩm có trong lượng xuất chuồng 100 kg có thể thu lãi 600 đến 800 000 đồng. Trong năm 2015, gia đình anh Vi xuất bán hơn 30 tấn thịt lợn thịt, trừ chi phí thu lãi gần 200 triệu đồng. Không chỉ làm giàu từ chăn nuôi lợn, gia đình anh Vi còn làm đại lý kinh doanh cám gia pha cấp 1, chuyên cung cấp cám lợn cho nhiều hộ chăn nuôi khác tại địa phương. Nông dân Nguyễn Văn Vi là những hội viên gương mẫu tích cực, đi đầu trong phong trào làm giàu chính đáng của xã Bình Dương. Những năm gần đây, nhiều hồ chăn nuôi đã mạnh dạn đầu tư vốn, áp dụng khoa học kỹ thuật để mở rộng chăn nuôi, có phần nâng cao thu nhập cho nông dân. Tiêu biểu như mô hình nuôi gà Ai Cập đẻ trứng của nông dân Nguyễn Văn Tình, thôn Trung, xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường. Năm 2000, để phát triển kinh tế gia đình, anh Tình đã tự tìm hiểu, học hỏi những người chăn nuôi ở trong xã và anh quyết định xây dựng chuồng trại nuôi lợn. Đến năm 2007, gia đình anh chuyển sang nuôi 2.000 gà Ai Cập đẻ trứng. Sau một lứa nuôi nhận thấy đây là mô hình chăn nuôi có hiệu quả, anh tiếp tục đầu tư thêm vốn, thuê thầu đất của xã để xây dựng hệ thống lán trại tập trung với diện tích trên 20 m vuông. Bên cạnh đó, để chăn nuôi được đảm bảo, anh Tình đã đầu tư đầy đủ thiết bị như máng ăn, nước uống, đèn sửa, hệ thống quạt và tham gia vào các lớp học phổ biến kiến thức thú y. Với tinh thần dám nghĩ dám làm, gia đình anh Tình đã có trang trại quy mô với 6.000 con gà Ai Cập để trứng tiêu đại gà cho trứng đạt 70%. Giá trứng bán từ 1.600 đến 2.000 đồng một quả. Mỗi năm trừ chi phí, mô hình nuôi gà Ai Cập để trứng của gia đình anh Tình đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng. Để góp phần nâng cao giá trị thu nhập cho nông dân, thời gian gần đây, xã Đình Trung, thành phố Vĩnh Yên đã triển khai nhiều mô hình trồng rau an toàn, sinh học, giúp người dân so đói giảm nghèo, mang lại thu nhập ổn định khoảng 8 triệu đồng một tháng. Tận dụng khu đất gò trồng sắn, năng suất kém, nhiều hộ dân xã Định Trung đã cải tạo thành đất trồng rau màu. Gia đình ông Nguyễn Văn Tiến, thôn Đậu là một trong những hộ tiên phong mạnh dạn chuyển đổi đất gò sang trồng rau hữu cơ, an toàn sinh học. Với 1.200m2 đất trồng cà chua, bắp cải, dưa lê siêu ngọt và các loại rau khác đã cho gia đình ông có thu nhập ổn định. Tôi chuyển mục đích từ cây sắn sang trồng cây rau an toàn. Rồi một năm tôi làm 3 vụ rau, rồi là cà chua, dưa lê, mỗi một năm thì cũng là thu nhập cũng là cao hơn trồng uh, lúa. Theo ông Tiến, trong quá trình sản xuất từ các loại giống rau, củ, quả luôn đường gia đình ông chọn lựa kỹ. Quá trình rau màu phát triển, gia đình ông không hề phun bất kỳ một loại thuốc bảo vệ thực vật nào mà thay vào đó là sử dụng các loại phân chuồng ủ hoai mục và phân hữu cơ vi sinh. Với kinh nghiệm gần 10 năm trồng rau màu nói chung và hơn 4 năm trồng rau hữu cơ an toàn sinh học nên các sản phẩm rau, củ quả của gia đình ông Tiến luôn có chất lượng cao và an toàn cho người tiêu dùng. Quy trình rau Việt Gác này thì được sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân xã Định Trung và được sự hướng dẫn của công ty rau sạch thì chúng tôi dòng coi là cũng là hơi vất vả hơn cái loại rau bình thường thông thường khác bởi vì rau này chúng tôi không phun bảo vệ thực vật và cái chăm bón của nó thì cũng là cao hơn cái mức độ của cơ cây rau không sạch và không an toàn. Để bảo đảm luôn có nguồn thu và đủ lượng rau sạch cung cấp cho thị trường, gia đình ông Tiến trồng sen canh gối vụ các loại rau củ quả ngắn ngày và dài ngày. Nhờ đó, bình quân mỗi ngày, vườn rau của ông Tiến cung cấp ra thị trường trên dưới 30 kg rau các loại. Mang lại nguồn thu khoảng 300.000 đồng một ngày, trừ hết các chi phí đầu tư, bình quân mỗi năm gia đình ông cũng có thu nhập ổn định trên 100 triệu đồng.